Hello các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được mang tới cho các bạn một thông tin vô cùng thú vị. Đó là vào cuối tháng 10 năm 2019 này thì chị Hiên sẽ chính thức khai giảng khóa học văn thực chiến với tên gọi V.A.N hay còn gọi là khóa học văn. Đây là khóa học thực chiến bên nhau trọn đời. Tại sao lại có tên gọi của khóa học như vậy? Chúng ta sẽ có rất nhiều những điều mới mẻ ở trong khóa học này mà chị tin chắc rằng các em sẽ không tìm được ở bất cứ một khóa học online môn văn nào khác. Về hình thức học, chúng ta sẽ cùng với nhau học livestream trực tuyến với giáo viên và trợ giảng. Chị tin rằng đây sẽ là một hình thức học giúp cho các bạn có thể tương tác trực tiếp với giáo viên, và sau khi phát trực tiếp xong thì video clip sẽ được lưu lại. Đó sẽ là một lợi thế để các bạn có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào. Thứ hai, hình thức bài giảng vô cùng mới mẻ. Chúng ta sẽ học chủ yếu bằng từ khóa, hình ảnh và tập trung vào luyện tập. Ở trong mỗi buổi học, truyền đạt kiến thức sẽ chiếm 70% thời gian và giải đáp thắc mắc sẽ chiếm 30% thời gian. Bên cạnh đó, chúng ta còn có sự kết hợp giữa truyền đạt kiến thức song song với hướng dẫn các dạng đề cụ thể. Và ở khóa học này sẽ có một lộ trình học vô cùng mới mẻ và vô cùng phù hợp với các bạn để chúng ta có thể vượt qua những kỳ thi học kỳ cũng như kỳ thi quan trọng nhất, đó chính là kỳ thi đại học. Một trong số những ưu điểm của khóa học này mà các bạn cũng cần lưu tâm đó chính là chúng ta sẽ có bài tập về nhà và bài tập sẽ được chữa trực tuyến trong các buổi chữa bài tập riêng. Chúng ta sẽ theo dõi và đánh giá năng lực học sinh, từ đó thì đội ngũ team học văn chị Hiên sẽ tư vấn phương pháp học phù hợp cho từng bạn. Bên cạnh đó, khi tham gia vào lớp học này thì chúng ta cũng sẽ được tham gia vào các buổi kiểm tra, thi thử thường xuyên để đánh giá năng lực và sự tiến bộ của mình qua từng thời điểm học. Hãy nhớ rằng, chỉ cần đến với khóa học thực chiến này của học văn chị Hiên thì các bạn sẽ được cung cấp một kho tài liệu khổng lồ bổ sung sau mỗi buổi học. Và tất nhiên rồi, những ưu tiên bao giờ cũng dành cho những học sinh yêu quý của chị. Các em sẽ được giải đáp thắc mắc 24/7 với đội ngũ tư vấn có chuyên môn tốt. Hãy nhớ điều này nhé. Đừng quên rằng là một trong số những ưu điểm các bạn rất khó có thể tìm kiếm ở các khóa học văn online ở thời điểm hiện tại, đó chính là đây là một khóa học bao gồm tất cả những kiến thức mà chúng ta sẽ cần để ôn thi đại học. Năm vừa rồi, thật tự hào khi chị được đồng hành cùng với hàng ngàn bạn học sinh trên khắp cả nước để giúp các bạn ấy đạt được số điểm môn văn rất là cao. Và hạnh phúc biết bao nhiêu khi mà chị nhận được về rất nhiều những phản hồi của các bạn ấy khi tham gia vào các khóa học của chị, đặc biệt là những khóa học online. Chính vì vậy mà chị hy vọng rằng với khóa học online học văn thực chiến vô cùng mới mẻ lần này thì sẽ giúp cho hàng ngàn các bạn học sinh tiếp theo năm nay sẽ đạt được số điểm cao nhất ở trong kỳ thi đại học của chúng mình. Và đừng quên là học văn chị Hiên sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các em trong suốt quá trình các bạn ôn thi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở cuối tháng 10 này trong một khóa học vô cùng đặc biệt này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Chúc các em sẽ yêu thích môn văn nhiều hơn và đạt được số điểm thật cao trong kỳ thi đại học 2020. Bye bye!